Minh Phi chào mừng quý vị đang đến với bản tin FBNC. Như thường lệ, trước khi bắt đầu, xin mời quý vị hãy cùng với Minh Phi điểm nhanh qua những nội dung chính. Đề xuất điều chỉnh tăng lương, trợ cấp với 8 nhóm đối tượng. Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Canh Tý đón hơn 1 triệu lượt khách. Theo thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ đang xây dựng dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với mức tăng 7,382% cho 8 nhóm đối tượng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Theo dự kiến, số đối tượng được điều chỉnh tăng lương, trợ cấp là 984.236 người, kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2020 là 937 tỷ đồng. Dưới đây là các nhóm đối tượng được đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm việc công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; công an nhân dân đang hưởng trợ cấp; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Theo thống kê sơ bộ của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, đơn vị tổ chức thực hiện đường hoa Nguyễn Huệ, trong 7 ngày mở cửa từ ngày 28 tháng Chạp cho đến mùng 4 Tết Canh Tý, đường hoa thu hút hơn 1 triệu lượt khách đến tham quan. Đường hoa xuân là nét đẹp truyền thống, là sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh trong mỗi dịp Tết cổ truyền, được thực hiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đường hoa xuân Canh Tý với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh vững tin tiến bước được thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, gắn liền với thông điệp bảo vệ môi trường, gần gũi với thiên nhiên, đồng thời mang tính hiện đại cuốn hút với các kỹ thuật sắp đặt ứng dụng công nghệ tương tác cao. Mở cửa từ tối 28 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết, đường hoa đón trên 1 triệu lượt khách tham quan. Cùng thời gian trên, đường sách Tết Canh Tý với chủ đề Điều Diệu Kỳ Từ Sách tổ chức trên các tuyến đường Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Mạc Thị Bưởi trưng bày hơn 60.000 đầu sách, đã đón khoảng 816.000 lượt khách, tổng doanh thu thu về hơn 3,6 tỷ đồng. Trong dịp Tết Canh Tý 2020, hầu hết các tuyến cao tốc phá kỷ lục về lượt phương tiện lưu thông trên tuyến với tổng lượng phương tiện đạt 1,34 triệu lượt chỉ trong 7 ngày Tết. Trong đó, cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình đạt kỷ lục phương tiện với 105.000 lượt phương tiện lưu thông trong ngày 22 tháng 1, tức 28 Tết. Tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai cũng đã xác lập kỷ lục mới về lưu lượng với 60.500 lượt phương tiện một ngày đêm, tăng hơn cùng thời điểm Tết Kỷ Hợi 11%. Tuyến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi cũng đạt kỷ lục trong ngày 19 tháng 1, tức 26 Tết, với 12.700 lượt phương tiện. Đại diện VEC cho biết, dù lượng phương tiện tăng cao, nhưng tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc cơ bản được bảo đảm. Thưa quý vị, từ lâu việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản luôn là bài toán khó cho nhiều địa phương. Thế nhưng ở phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam thì lại khác. Phố cổ Hội An được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1985, được UNESCO công nhận trở thành di sản văn hóa thế giới từ năm 1999. Và kể từ đó, di sản Hội An ngày càng phát triển, giá trị di tích được gìn giữ bảo tồn, thương hiệu du lịch phố cổ Hội An nổi tiếng trên toàn thế giới. Cứ vào tầm khoảng 14 giờ mỗi ngày, ông Phạm Phú Thọ lại bắt đầu mở bán cửa hàng đồ lưu niệm ngay trong ngôi nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm của gia đình mình. Với ông cũng như nhiều người dân, nhờ sự phát triển du lịch mạnh mẽ của Hội An, lượng du khách đến phố cổ nhiều nên công việc kinh doanh của gia đình phát triển và mang lại nguồn thu nhập ổn định. Di sản văn hóa thế giới ở đây á, thì đời sống của gia đình, không phải ở gia đình tôi nói riêng nhưng mà ở chung được nâng lên rõ rệt. Từ những người buôn bán nhỏ cho đến những người buôn bán lớn là hoàn toàn là không ai gọi là thất nghiệp. Còn đối với họa sĩ Trương Bách Tường, từ nhiều năm qua ngôi nhà cổ là điểm dừng chân cho du khách này đã được anh trưng bày tác phẩm hội họa, vừa để phục vụ du khách, vừa mang lại thu nhập. Theo anh, phát triển du lịch đã mang lại thu nhập đa dạng cho người dân phố cổ thông qua rất nhiều công việc khác nhau. Mọi người đều thấy lợi ích của mình. Nhà nước đầu tư xuống, sửa chữa, nâng tầm, quảng cáo như thế này như thế kia. Người dân á, sống trong ngôi nhà của mình, được sống trong ngôi nhà của mình, thờ phụng ông bà mình, nhưng mà đồng thời lại được hưởng lợi nhuận từ ở trong cái di tích nó sinh ra. Năm 1999, khi được công nhận là di sản văn hóa thế giới, Hội An chỉ mới đón khoảng 100.000 lượt du khách. Thế nhưng năm 2019, con số này đã hơn 5,35 triệu lượt, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 50 triệu đồng mỗi năm, tỷ trọng thương mại dịch vụ chiếm đến 70%. Đáng nói, với tỷ lệ hơn 84% di tích trong quần thể di sản Hội An có chủ sở hữu là tư nhân, thì việc các cơ chế, chính sách quản lý, bảo tồn và phát triển di sản đều đặt nền tảng gắn kết lợi ích của người dân với di sản là hướng đi thành công của chính quyền Hội An. Sử dụng cái nguồn thu từ chính cái việc bán vé tham quan để hỗ trợ lại cho người dân. Cách thứ hai á, tạo điều kiện cho bà con là phát huy cái giá trị của di sản kết hợp với kinh doanh, buôn bán những mặt hàng, những ngành nghề một cách phù hợp với cái quy chế để tạo nên thu nhập.
Trong 20 năm qua, cái thành công của Hội An có cái vai trò rất lớn của người dân, vừa với vai trò là chủ thể của di tích, vừa với vai trò là cái người thực hiện các cái nhiệm vụ mà nhà nước hướng dẫn. Và cái mà chúng tôi rút ra được là muốn đảm bảo cái việc bảo tồn di tích có hiệu quả thì phải giải quyết được cái sinh kế của người dân. Người dân phải được biết, được tham gia và người dân phải sống được nhờ di tích. Hơn 20 năm qua, Hội An đã tiến hành tu bổ được hơn 424 di tích với tổng vốn đầu tư hơn 153 tỷ đồng, đặc biệt trong đó người dân đóng góp hơn 20,4 tỷ đồng. Từ số tiền trên có thể thấy, thương hiệu du lịch đã mang đến lợi ích cho người dân và chính từ lợi ích đó, người dân đã quay trở lại chung tay bảo tồn và phát triển di sản phố cổ Hội An. Không còn cảnh chen chúc xếp hàng từ sớm để mua vàng cầu tài lộc trong ngày vía thần tài, tức mùng 10 Tết. Ngày vía thần tài năm nay tại nhiều cửa hàng vàng, khách đến mua vàng trong trật tự. Trong bối cảnh dịch nCoV, cả người mua lẫn chủ cửa hàng đều linh hoạt các phương thức mua bán, phục vụ để ngăn ngừa dịch. Tại phố vàng bạc đá quý Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, theo ghi nhận của chúng tôi, sáng mùng 10 Tết, lượng khách tìm đến các cửa hàng vàng có đông hơn ngày thường nhưng vẫn trong trật tự. Cả khách hàng lẫn nhân viên cửa hàng đều đeo khẩu trang để ngăn ngừa lây nhiễm virus corona. Các cửa hàng cũng trang bị sẵn khẩu trang và dung dịch rửa tay cho khách hàng. Theo đại diện các cửa hàng, năm nay do tình hình dịch bệnh, người dân đã chủ động mua vàng rải rác trong các ngày trước ngày vía thần tài hoặc đặt cọc trước và chỉ ghé đến đưa hóa đơn, nhận sản phẩm rồi đi ngay để tránh cảnh đông đúc. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng cũng chọn mua online để nhận sản phẩm tại nhà trong ngày vía thần tài thay vì đến cửa hàng. Thì năm nay là một trong những cái năm mà BNG thay đổi cái phương thức thanh toán cũng như là cái phần mềm. Tuy nhiên đây cũng là một trong những cái thách thức và BNG cũng đã chuẩn bị dài hơi hơn bằng cách là mình cho ra một cái phần mềm để làm sao khách hàng có thể chọn được những cái sản phẩm cũng như là cái phương thức thanh toán với cái sự tăng cường về nhân lực cũng như là cái sự đầu tư thêm về cái phần mềm sẽ giúp cho khách hàng mua sắm và chọn lựa cái vàng miếng nhanh hơn, tiện lợi hơn cũng như là có trải nghiệm tốt hơn tại cửa hàng. Mùa vía thần tài năm nay, các cửa hàng cũng tung ra nhiều sản phẩm mới. Đơn cử như tại cửa hàng này, các sản phẩm phục vụ ngày vía thần tài rất đa dạng. Ngoài các miếng vàng tài lộc mang linh vật của năm Canh Tý, còn có các bộ tượng Phúc Lộc Thọ, tượng Đức Mẹ Quan Âm, thần tài lộc phát được chế tác nghệ thuật trên chất liệu vàng 24K và các loại vòng charm phong thủy như charm kim tý, charm tài lộc, charm bao tiền, charm thỏi vàng, charm tỷ hưu, charm cá chép. Các sản phẩm vàng miếng tài lộc bán ra dao động quanh mức 4,6 triệu đồng một lượng. Các sản phẩm khác dao động từ hơn 46 triệu đến 7 triệu đồng. Năm nay người tiêu dùng vẫn mua nhiều những cái miếng tài lộc phúc. Ngoài ra thì còn có thêm mấy cái vòng charm phong thủy. Cái tượng phong thủy như là Phật Bà hoặc là tượng ông thần tài, Phúc Lộc Tài. Thì năm nay thì khách hàng người ta hỏi, người ta biết đến nhiều hơn. Dù có chút e ngại dịch bệnh, nhưng nhiều khách hàng cũng tranh thủ đến các cửa hàng vàng sớm để mua vàng, trang sức cầu tài lộc trong năm mới. Mỗi năm tôi đều đến đây để nhân cái ngày vía thần tài, tôi đều đến đây để mua những cái miếng vàng để đem lại may mắn cả năm cho tôi, cho mọi người và những người thân của tôi ở trong nhà. Tôi mong muốn là có nhiều may mắn trong năm nay và tài lộc đến. Trong ngày này thì giá vàng không có quan trọng lắm, nhưng quan trọng là dịch cúng thôi. Mình phải làm sao bảo đảm cho mọi người an toàn là được. Anh thấy ở đây thì mọi thứ ổn, mọi thứ ổn. Minh Vy xin mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng với bản tin FPNC tối nay. Chúng ta sẽ đến với những nội dung đáng chú ý ở phần tiếp theo. Tiềm năng du lịch nông nghiệp tại Gia Lai. Chào mừng quý vị một lần nữa đã tiếp tục đồng hành với Minh Vy và bản tin FPNC tối nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ đến ngay với những thông tin chi tiết khác. Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng và phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn đã từng bước cải thiện rõ rệt. Là huyện vùng cao xuất phát điểm thấp, khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Na Rì gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng đến nay, toàn huyện có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm Cương Lợi, Kim Lư, Hảo Nghĩa, 12 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, không có xã nào dưới 5 tiêu chí. Bình quân đạt trên 12,5 tiêu chí một xã, tăng 66 tiêu chí so với năm 2012, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 17,5 triệu đồng một người một năm. Hiện nay thì huyện Na Rì thì không còn cái xã nào, không còn xã là đạt dưới 5 tiêu chí, mà chỉ còn 6 xã là đạt từ 5 đến 9 tiêu chí.
Như vậy đây là một cái kết quả mà đã được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hưởng ứng để thực hiện trong 10 năm vừa qua. Đến năm 2018, thu nhập bình quân đạt gần 30,5 triệu đồng một người một năm, tăng 20,4 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn gần 22%, tỷ lệ hộ cận nghèo là trên 11,8%. Số tiêu chí bình quân đạt 10,83 tiêu chí trên một xã, tăng 7,89 tiêu chí so với năm 2010. Tổng thể những các tiêu chí thì đều đánh giá là được quan tâm đồng bộ và tập trung để chỉ đạo để triển khai. Thế và trên cái cơ sở kết quả đạt được như vậy thì có thể đánh giá là cái chương trình này sau 10 năm đã đạt được kết quả và đánh giá là đạt được mục tiêu. Phát huy những kết quả đã đạt được, Bắc Cạn phấn đấu đến năm 2020 có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã nông thôn mới nâng cao, bình quân đạt 12,5 tiêu chí trên một xã. Tại tỉnh Gia Lai, trang trại đầu tiên đưa vào hoạt động mô hình nông nghiệp trải nghiệm thực tế đã mở ra một hướng đi mới cho phát triển du lịch nông thôn tại địa phương này. Dù chỉ mới mở cửa đón khách từ đầu năm nay, nhưng nhờ nằm ở vị trí trung tâm thành phố Pleiku và có cách thức hoạt động mới lạ, nên nông trại này thu hút hàng trăm lượt khách mỗi ngày đến tham quan, trải nghiệm làm nông nghiệp công nghệ cao, cũng như chụp hình với vườn hoa hướng dương bạc ngàn. Tôi thực hiện cái mô hình này để hướng đến phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch cộng đồng. Theo đó, các du khách tới thành phố Pleiku sẽ cùng với trang trại chúng tôi cùng nhau gieo trồng, cùng nhau thu hái và tham gia những cái trò chơi lễ hội cộng đồng, những trò chơi dân gian, qua đó gắn kết những gia đình với nhau. Bên cạnh khai thác nông nghiệp từ các loại hoa, rau củ, ngay từ khi thiết kế, nông trại này đã dành nhiều lối đi hơn để phục vụ khách tham quan. Đến đây, người dân và du khách có thể tự tay mình trồng rau thủy canh hay thu hoạch cà chua, dưa leo trồng theo công nghệ tưới nhỏ giọt như thế này. Về cái trải nghiệm này thì em cảm thấy rất là hứng thú, bởi vì đây là cái lần đầu tiên mà em được đến với cái Vetafarm. Và ở đây thì em đã học được rất là nhiều điều và kinh nghiệm về các loài hoa, các loài rau và giá trị dinh dưỡng của chúng. Và em rất là mong là có thể trải nghiệm cái chuyến đi này một lần nữa và để quay lại với Vetafarm một lần nữa. Hôm nay không ngờ ở Gia Lai, tại thành phố Pleiku mình á, là chủ trang trại ở cái vùng đất này cũng đã đầu tư chăm sóc rất là kỹ, có bạc ngàn những cái dải hoa hướng dương rực rỡ sắc màu rất là đẹp. Hôm nay cũng cận Tết nữa rồi, mình cùng với các bạn bè cũng như gia đình đến đây cũng thực hiện ước muốn là chụp một cái bộ ảnh ưng ý cũng như ngắm cái loài hoa đẹp rực rỡ như mặt trời. Khí hậu và thổ nhưỡng của Gia Lai cũng như các tỉnh Tây Nguyên từ lâu được đánh giá là phù hợp với nhiều loại cây trồng. Bên cạnh đó, địa phương này cũng là một điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Việc Gia Lai đưa vào hoạt động các mô hình nông trại kết hợp du lịch như thế này là một hướng đi phù hợp với tình hình thực tế. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn thành phố Pleiku có một đơn vị tổ chức kinh doanh nông nghiệp kết hợp với tham quan trải nghiệm, mở ra một hướng du lịch nông nghiệp trên địa bàn thành phố Pleiku phù hợp với mục tiêu của thành phố là xây dựng thành phố Pleiku trở thành thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe. Du lịch nông nghiệp được đánh giá là hình thức xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp tại chỗ hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu sử dụng sản phẩm nông nghiệp an toàn, có nguồn gốc. Ở các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, hiện đang có tiềm năng rất lớn trong lĩnh vực này. Các địa phương cần có chiến lược rõ ràng để định hướng ngành nông nghiệp phát triển theo hướng đổi mới, bổ sung thêm sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng. Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FPNC tối nay trên kênh truyền hình FPNC. Minh Vi rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và nhân ngày vía thần tài cũng như là ngày bắt đầu bản tin FPNC trong những ngày đầu năm mới thì Minh Vi cũng kính chúc cho quý vị khán giả cũng như là các doanh nhân chúng ta sẽ có một năm mới với thật nhiều vận hội mới. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.